chưa về? Dạ vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiếp tục em về một cái lô mai con quấn rễ hình trái bí nữa đây cả nhà. À, trái bí, em thấy cái lô này trái bí đẹp nè, rồi có tổ chim, rồi đủ loại hết luôn. À, và cây mai em thấy cũng rất là cứng cáp, mập mạp á cả nhà. Và đây là phần lá nha. À, đây có một số á, là cái đọt nó ra mập quá, trời mưa quá thì em xịt không có kịp, cho nên là nó bị mấy con sâu nó cắn chứ không có gì hết nha cả nhà. Nhưng mà cái đọt nó rất là mập nha. Đó, trước tiên là em sẽ cho chúng ta coi phần đọt nha. Đó, lô mai này rất là đẹp. À, cả nhà ơi, lưu ý giúp giùm em một cái nữa. Khi em gửi hàng á cả nhà, hàng mai con thì cả nhà nhìn thấy lá nè, nó rất là nhiều, cho nên trong cái quá trình gửi á là nó sẽ bị rụng ít lá. Đừng vì rụng một ít lá mà bớt tiền cho em rất là tội nghiệp nha cả nhà. Bởi vì hàng mai con chúng ta trồng thì cũng phải cắt ngọn nè, rồi cũng phải lãi lá rồi mà chúng ta mới trồng. Chứ nhiều khi khách có rụng có mấy lá cái bắt đầu bớt tiền hoặc là đòi không lấy hàng thì rất là tội nghiệp em á. Cái này lúc nào bán em cũng nói trước hết đó cả nhà. Và đây là một cái lô mai con quấn rễ cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đây, rễ của nó là hình trái bí nha. Đó, rồi rễ quái nè. Đó, trái bí nè. Rồi có trái bí tròn nữa. Nhưng mà cái này là nó đủ kiểu nha. Chứ kêu em lựa bí tròn không là bó tay nha cả nhà. Đó, đây, nè, rễ nè. Đây, rễ thì là thấy cái lô này rễ tương đối to ha. Rồi đây là cái tổ chim nè cả nhà. Đó. Ồ, đây nữa nè. Rễ đẹp quá trời luôn ha. Đây, cả nhà nhìn thấy nè. Có trái bí 4 mắt ha. Thì 3 mắt cũng có nữa cả nhà. 4 mắt, 3 mắt ha. Rồi đây, rễ này là cái rễ lò xo nè. Rồi đây, lò xo nữa nè cả nhà. Lò xo đứng nữa nè. Đó, rồi trái bí ha. Rồi em thấy có rễ như thế này nữa nè. Nói chung là rễ như thế nào thì em quay như thế nó thì em bán y chang như vậy nha cả nhà. À, ví dụ như một số cây nè, nó không có lồi lên thì cái này á, nó lồi lên là do em rửa cho chúng ta coi ha. Đó, đây ba mắt nè, ba mắt ha. Rồi mấy cái tổ chim nữa cả nhà. Lô này em thấy có tổ chim nè. Rồi lò xo nè. Tùm lum kiểu hết cả nhà. Đó, tùm lum kiểu hết. Trái bí nè. Đó. Rồi, cái chiều cao đúng không? Bây giờ tới cái chiều cao em sẽ đo cái chiều cao từ 50 cho đến 70 nha cả nhà. Cái gốc của nó thì bằng cái ống hút đi lên nè. Rồi có bằng cái đầu đũa không ăn nè. Nói chung là nó từ cái ống hút đi lên nha. Đó, chiều cao thì khoảng 50cm đi lên. Rễ thì nói chung á, cái lô này em thấy rễ to nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Cành nhánh đây cả nhà. Đó, nó cũng có nhánh một số ha. Ồ, coi nè, cây mai nó mập ù rồi cả nhà ơi. Cái bịch này em thấy nó cũng lớn nữa nè. Cho nên cây mai nó không trồng, nó mau phát, nó mập lù luôn á. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, thì cái lô này có khoảng chắc 2.000 cây cả nhà. 2.000 cây ha. Đó, đây. Đây, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, con này cả nhà. Đó, rễ nè ha. Rễ đây. Đó, tổ chim nữa nè. Đó. Đây ha. Rồi. Đó, đây, bí. Trời ơi, có bí tròn nữa nè. Đó, rồi. Thì giá cái lô này em bán với giá là 10.000 một cây nha cả nhà. 100 cây em sẽ tặng cho chúng ta 5 cây. Và em xếp từ 30 cây trở lên nhưng không bao phí vận chuyển nha. Cái này bên người mua trả phí ship giùm em nha cả nhà. Đó, đây là hàng mai con quấn rễ cực kỳ đẹp luôn. Giá 10.000 một cây. Ai thích thì xin hãy cho em một like, bấm đăng ký kênh và ủng hộ em nha cả nhà. Lâu lâu nó mới có rễ trái bí đẹp như vậy nè cả nhà. Đó, nếu mà ai thích thì xin hãy alo em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của chiếc chè bông ạ. Một lần nữa xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào nha.